Tàu cá chìm 8 ngư dân Quảng Ngãi được đưa vào bờ an toàn. Thông tin liên quan đến 8 ngư dân đi trên tàu cá của ông Trần Văn Lam đã được tàu cá ngư dân Phú Yên cứu. Sáng nay tại cảng Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, đồn biên phòng Cam Ranh, bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tiếp nhận 8 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi do ông Trần Văn Lam ở huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng bị phá nước chìm tàu, đã được hai tàu cá tỉnh Phú Yên kịp thời cứu vớt và đưa về bờ an toàn. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 1, tàu cá QNG 90631 TS bị phá nước khi đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa Khánh Hòa, cách Nha Trang khoảng 80 hải lý về phía Tây Nam. Sau khi cố gắng khắc phục nhưng không thành công, thuyền trưởng đã thông báo cho bộ đội biên phòng để nhờ sự hỗ trợ. Đến 23 giờ 35 phút cùng ngày, hai tàu cá của tỉnh Phú Yên nhận được thông báo có một tàu cá đang gặp nạn cách đó khoảng 30 hải lý, đã nhanh chóng di chuyển đến vị trí được thông báo để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Khoảng 4 giờ sáng ngày 2 tháng 1, cả hai tàu cá của Phú Yên tiếp cận và trục vớt các ngư dân gặp nạn, thông báo cho bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa và điều khiển hai tàu cá chở 8 ngư dân gặp nạn di chuyển về cảng cá Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Sau khi cập cảng, 8 ngư dân gặp nạn đã được đồn biên phòng Cam Ranh, bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi, động viên, chăm sóc y tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cam Ranh đã đến động viên và hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng.